tất cả là giống nhau hết. Phật A Di Đà gọi Thượng Đế là huynh, tại vì đã lên cái level đó rồi. Phật Thích Ca thấp hơn nhưng cũng gọi cha là huynh, cũng như em nè, con em nó gọi Du Du, con anh nó gọi anh là Du Du không á, Du là anh em, Du cũng là cha luôn phải không? Miễn là kính nể mới là quan trọng, ai trên ai dưới mới là quan trọng. Giờ là Du không à? Tôi với anh nghĩa thiệt á, nói tôi á, thì tôi thấy là chỉ duy nhất có cái nước Việt Nam mình là nó độc nhất, không giống ai hết. Tại sao mình lễ của bây giờ anh là thôi, ok, nói chung là anh có câu hỏi anh hỏi, anh không có bình luận ở đây, nó lên đây á, nhiều người sẽ comment người ta nói tùm lum la đó. Anh có câu hỏi gì anh cứ hỏi em. Không, bây giờ tôi hỏi anh mà tôi nói lại với anh cái này này. Trong cái điều nguyện thứ 3 trong cái quyển Đạo Tinh Lành. Anh biết cái câu này anh có Đạo Tinh Lành hả? Anh nói là đạo gì? Dạ. Anh nói về quyển thứ 3 đạo gì? Dạ đạo thứ tâm á. Ok. Dạ. Mà tôi nói là so với cái câu đó với cái câu mà của Đức Thầy á, thì nó có các trước. Thì tôi dạy tôi chỉ nói lên để anh xem xét lại thôi, không phải là phê bình cái gì hết. Là anh nói là răng long phước thọ, nhưng mà trong cái Đức Thầy á thì nó tăng long phước thọ, tăng lên tăng long phước thọ, chỉ có phước đức và cái thọ mạng được tăng lên, chứ không phải là răng long răng thì nó đúng. Đó là dĩ nhiên là Đức Thầy đúng. Bây giờ tôi qua đây Mỹ 14 mà tôi làm ra 12, tôi nhận điển, tôi viết ra 12 giới luật, thì cái danh từ chính tả là do tôi làm sai. Dạ. Thì là tăng long, cho nên đứa nào về sửa đó lại tăng long. Dạ. Tôi sai chứ đâu phải là mấy vị nói sai. Chẳng qua là khi mang sắc phàm, cái danh từ tiếng Việt Nam tôi đâu có rành, những cái năm đầu tiên anh biết nó còn chập chững, cho nên trong kinh á tôi chỉ nhận điển, tôi làm theo cái ý như vậy. Nhưng mà còn từ chữ hay danh từ á bây giờ phải sửa cho đúng. Ok rồi, tăng long nha bà con. Dạ. Tăng long phước thọ. Dạ, tăng long phước thọ. À. Rồi tăng long phước thọ. Trời ơi, tôi nói sai nhiều lắm, anh mà bắt bẻ chắc tới sáng luôn á. Nhưng mà nhiều đó cũng đã độ được mấy người rồi, hiểu ý mình được rồi. Thường tôi nói trên mạng tôi nói theo cái ý thôi, còn đúng danh từ đúng chữ nghĩa, trời ơi nó tràn gian đại hải. Tôi đâu có được mấy cái người giống như dư luận viên hay là phóng viên hay là những cái nhà truyền thông mà được huấn luyện chuyên nghiệp đâu. Bây giờ cái điện thoại bữa nay còn không có mang microphone, không biết bà con có cầm lên để mà nói mình nói nhỏ không nữa. Đúng ra mà mình mà ấy là phải mình mà muốn mà làm cho hoàn chỉnh á, phải có cái ban bệ làm truyền thông này. Nhưng mà thật sự tất cả ngồi nói chuyện cũng là điển nói, điển mà cúp cũng không nói. Rồi từ đầu cũng vậy, một mình lên mạng cũng là điển, tức là còn ở dưới này quọt quẹt được gì quọt quẹt. Còn nếu mình làm bài bản quá đó của đời rồi, đời họ có công thức, họ có người này người kia, họ có ban bệ, không phải là mình không có tiền mướn làm mấy cái này, nhưng mà có mấy cái đó rồi á, điển không có vô nói chuyện được cũng chả nói được luôn. Có bây giờ chuyện nói chuyện có tờ giấy nào trong tay đâu. Còn mấy bác ở bển mà đọc cái gì trên đài đó, đọc từ chữ giấy không. Tăng long phước thọ. Xin hỏi. Rồi hỏi. Anh được không vậy? Sao không được? À. Cũng như lúc chửi tôi còn được nữa. Chửi cha tôi được, nhưng đừng chửi thêm chửi Phật. Chửi cha sao? Những cái gì mà thấy nó mình không, cũng như là năm 2000 lúc đó tháng 9 em quyết định đi về ở New York. Cái này anh hỏi hay là anh bình luận chuyện của anh vậy? Thôi. Ok, hỏi cho tóm tắt. Tại sao mà mình quyết định như vậy mà tới năm 2001 hai căn nhà nó sập xuống, mà cái tâm là một lòng quyết định là đi về, cái ý là như thế nào?
cái trái đất này á, nhân loại á, 7 tỷ người á, gần cả trăm năm nay, từ lúc mà mình bắt đầu qua cái văn minh có phim bộ rồi có video rồi lên chip rồi lên mặt trăng nữa, rồi lên Bắc Cực Nam Cực, mình tàn phá cái thân xác của mẹ. Trái đất này là của Phật Mẫu tạo ra, mình phá hoại môi trường về cái văn minh của mình. Một người làm mà một con ngựa đau thì cả tàu không ăn cỏ. Một thằng bác học á, giỏi như cái ông Einstein á, giỏi về mặt đời mình nghĩ giỏi, nhưng mà thật sự cuối cùng ông chết, ông chỉ nói ông chứng minh được có chút xíu của khoa học, một cái cửa sổ. Mình khi mình càng văn minh, càng khoa học, mình càng tạo nghiệp. Khi mình tạo nghiệp thì hình thức này hình thức nọ, nước Mỹ nó cũng tạo nghiệp gì thì nó bị cái nạn đó. Nhưng mà cái đó để mà giảm một số nghiệp. Hôm nay Biden giảm thêm một số nghiệp. Tưởng anh tưởng chế súng đạn bán cho người ta không tội hả? Anh ở nhà lượt Phật á, anh lấy bia mà anh đi mời người ta, anh cũng có tội á. Thiệt á. Chứ đừng nói chi mà chế súng đạn rồi đi bán tùm lum cho người ta giết nhau. Cho nên ít tội ít hay tội nhiều, riêng nước Mỹ trả nghiệp hai cái Twin Tower going down để mà để cho báo động cái thời đại cuối cùng tận diệt của cái quả địa cầu này, kéo dài cho tới ngày hôm nay. Hết chuyện này tới chuyện kia xảy ra hồi bữa hổm thì ở bên Big Island của Hawaii cháy lửa, Cali cháy. Có bao giờ ai nghĩ khu Malibu, khu giàu nhất của vùng Los Angeles, tụi Hollywood mà cháy không? Cái cung trả nghiệp, tụi mày ăn trên ngồi rồi không à? Một cái cây của nó cả $100,000 á. Cho nên cái gì cũng là nghiệp quả. Cả cái trái đất này nó tối thui à. Mỗi lần mà mấy vị trên về thăm tôi á, ở trên mấy tỷ ánh sáng xuống nhìn cái trái đất á, nhiều lúc đen thui, rồi mấy vị phải chui xuống đây hôi hám nóng nực chung với mình để độ mình của thời nay. Cũng giống như giờ thấy một đám cù trong chuồng, phải chui vô cái chuồng trời nóng trăm mấy độ để mà lùa nó, rồi cho nó uống nước, rồi cho nó ăn. Thì mấy vị trên hiện giờ xuống phàm cũng vậy, tôi giờ tôi ngồi đây cũng vậy nè. Nhưng mà tôi quen rồi, không vô chuồng cù riết quen, bị chửi mặt cũng vậy luôn. Thì tất cả chúng ta là xã nghiệp, xả cho tới ngày hôm nay rồi để mà cho cái đó là Atula làm nha. Atula chứ không phải là con của thượng đế đụng hai cái tháp xuống rồi được thưởng nào, cha không có kêu nó làm chuyện bậy bạ đó. Thì Atula nó trá hình, nhưng mà nó cũng y như người đời của mình thôi. Cũng giống như cái gì, có một lần bác đứng trước cửa, trước tượng của Đức Thánh Trần, nguyên câu gì tự nhiên bữa tôi thuộc lòng, bây giờ tôi nói anh, ngài là vua, ta cũng là vua, tức là xưng giống như đại khái là ngang hàng với Đức Thánh Trần vậy đó. Đức Thánh Trần là một vị Bồ Tát, ổng là ma, ổng dưới địa ngục mà mang cái thân người mà dám xưng vậy. Ngài bình luận thì tôi bình luận thế giới, mà hôm nay mà để mà làm cho thế giới không biết náo động kiểu nào. Mấy vị về coi có cái bài thơ đó, bác nhớ cái bài đó không? Ok, muốn đọc không? Đọc, con quên bác nhắc con. Bài đó là gì? Cũng râu, cũng tóc, cũng anh hùng. Cũng râu, cũng tóc, cũng anh hùng. Tôi bác cùng mang nợ núi sông. Tôi với bác cùng mang nợ núi sông. Bác đuổi quân nguyên thanh kiếm bạc. Quân nguyên thanh kiếm bạc. Tức là hồi với mình nói chuyện với ngài Trận Đạo mình á, không coi như bạn bè, ý là mình nói cái ngã mạng của chúng sanh á. Tiếp tục. Tôi đưa thế giới đến đại đồng. Là hơn cả ngàn lần của bác của tôi. Gần sao tiếp tục. Tự nhiên có ông này cũng giỏi. Nó còn nữa không? Nếu bác linh thiêng cười một tiếng. Nếu bác lên thương cười một tiếng. Rồi. Tôi cách mạng đã thành công. Nhìn tôi cách mạng đã thành công. Mà cách mạng đã thành công không? Mừng giùm cho hắn là cách mạng của hắn đã giết người thành công. Mà nó thành công chế độ Liên Xô đâu sụp đổ. Hay quá, bác này hay. Nhưng mà ít nhiều á là tôi cũng biết được cái bài này đúng không?
mà chẳng qua đang nói luôn tuồng thì tôi không có ngắt khúc được, tôi không nhớ, chứ một chút ra là tôi nhớ liền. Thì đại khái khi tôi nói trên mạng cũng y như kiểu này vậy đó, khi tôi nhớ là được ý, nghĩa là tôi biết, thì tự nhiên có ông này không nhớ. Thì ý mình nói ở chỗ này chúng sanh nó như vậy đó, à nó mang danh nghĩa, khi mang vô sắc phàm lại quên đi. Bây giờ mình gọi là vua nước Việt là đại thánh, là một vị Bồ Tát hay là Phật. thì nhưng mà có khi con người á, hồn lìa khỏi xác á, mới biết mình đi đâu. Bởi vì thường chuyện nói trên mạng á, hey, đừng có tính nha, cỡ mà như Bill Gates á, mà chết rồi á, biến ngược trở lại thành công, nó cũng giống như trong phim ngày Đường Tăng vậy đó. Mấy nhìn nhện chết, mấy con nhỏ đẹp á, chết quá thành nhìn nhện á. Đại khái thì khi cái thằng hồn rời khỏi xác đi về đâu và mình là cái gì mới là quan trọng. Còn khi mình mang cái thân người nè, mình muốn quá kiếp á, là mình phải bắt đầu thay đổi ngay bây giờ. Phải biết ai là ai, ở bờ trên có Thượng Đế, có Phật Thích Ca, có các chư vị Phật đang lo cho mình, muốn mình thành Phật. Mình thành Phật nhỏ cho mình không được thành Phật bự như mấy ngày đâu. Còn mình cũng không có nên là so sánh ở dưới thế gian này bờ trên đó, coi mình y như là một cái trò hề vậy đó, một vở kịch rất là lẹ. Còn mình thì mình nghĩ cái này là 100 năm là lâu, nhưng mà không có lâu, chớp nhoáng thôi. Ở trên trời việc chớp nhoáng thì ngồi ở đây 50 mấy tuổi rồi đó. Câu đó cũng hay nghe bác thợ. Bác thợ nhớ. Con nghe con đọc con còn bị sốc. Tại vì Đức Thánh Trần là dạy con nhiều nhất. Ổng là một vị Bồ Tát á. Thì quý vị không biết trong tù của tôi, anh em tụi tôi thổ cơ, thì lúc đó nhiều người trước kêu bác hồ, thì lúc đó giấu kinh tâm rồi nó cũng xuất phát từ trong tù. À, tức là bác biết cái dấu này từ năm 79 trong trại Nam Hà hả? Khi mà tụi tôi có cầu cơ thì có nói về cái khẩu của Hồ Chí Minh. Thì hỏi bây giờ hắn ở đâu? Hắn có trong cơ nói rằng hắn bị đầy ở địa ngục. Thì mình cũng bán tín bán nghi. Nhưng mà sau này về tôi hỏi thì có một cái anh nói là, kể cho quý vị nghe, bác sĩ Trương Văn Thành, y sĩ trưởng của bệnh viện Tiểu Khu Châu Đốc dưới thời Hồ Ngọc Cẩn, thì về gặp anh bác sĩ, anh nói là anh biết cán kiếp của anh trước khi làm bác sĩ Việt Nam Cộng Hòa, anh là một ni cô, anh ngồi nhập vô nó mà vô anh đó, nhưng mà rất có tài, cứu bao nhiêu người tù mà tưởng hoàn cảnh hoạn nạn nhất mà Việt còn mới sợ. Một điều mà chứng minh cho quý thầy nó hơi ngoài đề nhất rồi, sẽ trở lại tiếp cái câu chuyện. Thì ông á, là cái một người mà khi mà bắn cái người trốn chạy, bắn rớt ruột, đổ ruột ra ngoài, đổ lên xe, đạp xuống dưới đất, coi như một đống thịt. Khi kéo vào buổi chiều về trước vô nhập trong trại thì ông vừa đứng lên, ông nói là trước hội đồng cán bộ của Việt Cộng á, cho tôi cứu anh này, sau đó cùng tôi. Bởi vì lương tâm của người thầy thuốc đi ra trường thề trước thánh tổ Tây Y là cứu người bằng mọi giá. Thì mấy vị cộng đại tá rồi nó biểu là cho ông cứu. Đêm hôm đó 3-4 người 4 năm tù đốt thuốc chết công su. Hai bác sĩ nói chuyện nhau bằng tiếng Pháp và mổ cứu bằng anh côn, chỉ là lưỡi lam luộc anh côn rồi đi xin thuốc tự sinh của những người tù khác ra chập cứu anh nó, anh may ruột từ dưới lên trên xuống dưới, bằng đêm đâu có thấy đường. 3 tháng sau có người đã đi được, mà anh đi đến cồn sát đất. Bác qua ngồi này nói chuyện cho nghe, máy sao á, nói không nghe. Ngồi đây, anh lên này đi. Sợ hả? Sợ mà, chịu chơi rồi, lên luôn. Anh ngồi như vậy, anh cứu như vậy, thì anh mời buổi chiều anh ngồi với tôi, anh nói là đêm mấy tháng trước tôi ngồi đêm, tôi cũng thấy được, tôi may lộn. À. Sau khi cái anh mà nạn nhân mà bị may ruột về, anh về trước, anh được tha trước. À. Thì còn anh lái xe chạy xe lan, ông
bác sĩ Trương Nhân Thành sau này cũng được thả, nhưng mà ông về bị cung thúc độc chết. Thì mới về gặp cái người lấy xe mới kể à, mang ơn của bác sĩ Trương Nhân Thành. Rồi sao? Ủa sao để con quay sau lưng vậy? Rồi nói tiếp đi, con gần là dễ nghe. Rồi, đó là về trường hợp kể thì quý sách của họ là Thượng Sách Phố Sư. À. Thì tôi cũng hỏi về Hồ Chí Minh. À. Thì cái người Thượng Sách Phố Sư đó trả lời Hồ Chí Minh đang bị xiêm. À. Và ông này cũng giải thích rõ hơn là ông đang bị xiêm và là bị Đức Thánh Trần hàng ngày khảo cung. Ủa sao nãy kêu là bác rồi xưng ngang hàng, bây giờ sao bị bởi vậy ông bị Đức Thánh Trần kêu khảo cung thì ông đổ lỗi cho thằng này thằng kia dũng chinh đồng giáp gì ông không có. À, ở là đó là coi như quý vị là tôi phối hợp ba cái cơ điển mà nó giống nhau như vậy thì tạo cho tôi một niềm tin như vậy. Đức Thánh Trần rất là linh. Ngài là vua nước Việt mà không linh. Cho nên khi tôi khi mà thành lập tượng này trên này ở Thiên Long Sơn là một, với San Jose là hai, tôi là người đứng lập ra cái tượng đài của ngài Grand Century Mall. Và tôi khi mà ở Việt Nam gửi qua cái tượng ngài đó cho để tôi để trong cái kho gỗ 3 năm. Bụi quá trời luôn mà tôi đi xin đất cả đeo cọc taxi rồi bao nhiêu người hứa hẹn tôi cho đất cuối cùng không chỗ nào cho được hết. Thì tôi có khóc ông 3 lần. Mà lần thứ ba tôi nói thưa ngài, không để ngài đứng trong kho gỗ đầy đó cũng đau lòng quá, bây giờ của ngài để hoài vậy con cũng biết nó làm sao con xót xa. Bây giờ ngài cho con chỉ cho con linh thiêng, chỉ cho con một cái điểm nào đó con xin cái đất để mà cúng dựng tượng ngài để cho anh em chiêm ngưỡng, nhất là tôi sẽ thấy được cái tinh thần quốc gia dân tộc của ngài đối với ngoại ma. Thì một tuần sau tôi nhận một cái tin là cha Triều Thành á, dạ là Triều Thành là chủ khu đất đó, chủ cái mò đó, chẳng mới gọi ông Đại Tá Điền. Bởi vì tôi nhờ ông Đại Tá Điền đi tìm, thì Đại Tá Điền nói anh họ, được rồi. Giờ cái tin vui coi như vậy là mình dựng được tượng Đức Thánh Trần. Rồi hỏi ở đâu Đại Tá? Ông nói thằng Triều Thành nó cho tôi, nó hứa nó cho tôi, bởi vì hồi xưa khi mà nó còn ấy thì nó nhờ tôi, có nhờ tôi cứu mạng nó, cho bây giờ nó muốn đền ơn, nó cho cái đó thôi anh nhận đi. Tôi nói quá tốt, bởi vì cái địa điểm đó là cái địa điểm thương mại, bà con khách vãng lai rất là nhiều hàng ngày. Mình là quảng bá cái tinh thần yêu nước của ổng, tinh thần quốc gia chống mọi xâm của ổng. Cái mình đặt lên ở chỗ cao ráo này kia mà không ai đến thì đặt làm cái gì? Là đó tôi chọn, tôi đặt ngay cửa Grand Central Mall. Nhưng mà có nhớ đó, lúc đó đó cái tượng ở Thiên Long Sơn chưa có về tới. Đúng rồi. Cái ngài nói Đại Thiên Long Sơn là nơi quan trọng nhất của cái thời Đại Tam Thế Chiến này, là một cái anten duy nhất nha. Cái anten chỗ khác là mình biết từ đâu thôi. Thì cái tượng ngoài Ransimo đặt lên, cái mình cũng buồn, ủa sao ngài thường xuyên về dạy dỗ con mà lại sao tượng lại lên ở bên đó trước. Còn trong khi cái tượng Đức Thánh Trần này á là còn nằm ở dưới container ở ngoài biển. Cái tự nhiên 2-3 ngày con vừa than xong, cái ở ngoài Ransomware ông làm gì sai ông lấy xuống đúng không? Cái đợt đầu tiên bác lấy xuống, rồi sao bác mới đặt lên lại? Lý do là xây cái bệ đó, tụi mà cái gì của construction development nó nói động đất. À xây lại phải không? Đất quá cao quá, nó không cho cao, nó biểu hạ thấp xuống. Thì đại khái là cái chuyện động đất hay là construction gì, kỹ sư gì con không biết. Nhưng mà ở đây con than, con nói ở bên này mới là chính, còn bên kia là phụ. Mà làm sao tượng ngài lại lên ở bên kia trước được. Thì nó mới có vụ mà đem cái tượng của ngài chở xuống. Đến khi tượng Thiên Long Sơn lên á, thì ở ngoài Grand Century Mall mới đặt lên được. Mấy vị rất là trật tự nha, cái đó 100% là thiệt. Họ, mấy người trên núi biết cái vụ đó. Thì chỉ có một chút trục chặt thôi là cái tượng đem xuống. Khi đã đặt xong rồi, khánh thành rồi, lại đem xuống. Là vì ngài muốn đứng trên Thiên Long Sơn trước khi ở ngoài chỗ Grand Century Mall. Vì chỗ này là chỗ của ngài. Ngoài kia là cũng là của ngài nhưng mà phụ thôi. Người ta không có hiểu. Thì mình đang nói Thánh Trần thì con đọc
Đây là lời của Đức Thánh Trần nè, thưa Đại Thánh Dương, con đọc mấy này cho mấy giao viên chứ con không có ý ngã mạng hay lộ cơ. Đây là lời của Ngài nè, Kiệt đọc. Con lần Ngài nói chuyện với cha đó. Thường hàng năm á, cha với tất cả các vua của thế gian, tức chư Phật, họp bàn về cái trái đất lẫm cẩm bèo nhèo của mình đây. Mà họp tại Thiên Long Sơn không à, chứ không có họp ở Jerusalem, cũng chẳng có họp ở thành Mecca gì trơn á. Ở đây, núi mình. Thì mình đọc một đoạn nhỏ thôi. Đức Đại Thánh Dương Trận Đạo. Này lời của Đức Đại Thánh Dương Trận Đạo nói chuyện với Thượng Đế nha. Hạ thần là Đại Thánh Dương Trần Hưng Đạo, nước Việt Nam kính chào mừng Ngọc Hoàng Thượng Đế, kính chào mừng Đại Thánh Mẫu, tức là Phật Duy Trì Địa Mẫu, kính chào mừng năm vị Thánh Mẫu năm châu. Tại lúc mở đằng cha xuống mà họp á, tất cả cái trái đất này á, những cái vị thần nào đâu cũng về đây họp hết. Năm châu cùng các vị Thượng Thánh và các vị Thánh Thần. Đó là lời của Ngài mở đầu vô là gì? Kính thưa Ngọc Hoàng Thượng Đế, tôn kính. Kể từ năm 1979, mùa xuân năm đó, Đường Cơ Long Hổ ra đời với câu sấm hồng tàn giữa mùa xuân. Cũng là bắt đầu từ năm đó, chế độ Liên Xô sụp đổ. Có nghĩa là ở trên á, là mấy vị tính cho mình từ cả hàng nghìn năm rồi. Mỗi một chút gì á, biến động trái đất này đều là có cái chuyện ở trên tính. Thì từ năm 79 là chế độ Liên Xô bắt đầu sụp đổ, là do cái bài Hồng Tàn Giữa Mùa Xuân. Rồi bài đó của một vị khác nữa, mà bài đó lúc trước có đọc trên mạng rồi. Do hướng dẫn của Đại Thánh Mẫu, tức là mẹ là cai quản trái đất, lúc đó có năm mẹ ngũ hành nữa. Ngài ban lệnh đó là bài Kính Thiên. Tức là bài Kính Thiên là của mẹ, là đó là kinh đó. À, mẹ ra bài Kính Thiên số 1. Kính Thiên đã chiếu xuống trần, con ơi hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên. Nhân sinh quả báo nhãn tiền, luân hồi vay trả truyền miên kiếp người. Nhờ duyên được hưởng cơ trời, lại thêm sứ mệnh đạo đời dương gian. Rồi đây nắm giữ gian sang, lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai. Chúng sanh đã biết ân ai đã truyền, ấy là trời Phật linh thiêng giáng cơ mở đạo khắp miền nước non. Kính Thiên mẹ chiếu cho con, số trời đã định không còn bao xa. Lo sao xây dựng nước nhà, lo cho bá tánh hoan ca cuộc đời. Thương con mẹ dạy mấy lời, rồi đây sẽ ứng ở thời cơ sau. Mà thời xưa cái bài này từ năm 79 mà nói giáng cơ mở đạo khắp miền nước non. Đây khắp miền nước non là thằng iPhone 10 này nè, là những cái năm đầu mà lên mạng. Những cái lời mấy vị nói rồi á, trong đó nó không còn bao xa. Thì thời đó Kiệt mới có 13-14 tuổi, còn lên đên ở giữa biển á, lúc đó vượt biên á, thì mẹ thấy khổ quá, mẹ giáng cơ xuống cái bài này. Lúc đó cái bài này xuống á, thì Ngài Địa Tạng đi trước, tất cả các chư Phật đi sau, rồi chư thiên theo hộ rất là đông. Thì đại khái mình tóm lại là để mình đọc xong cái này của Đức Đại Thánh Dương đi, là Đức Trận Đạo á. Ngài ban lệnh đó là bài Kính Thiên, thần cũng như chư vị thánh thần lo làm theo cơ vận, lấy bài Kính Thiên làm kim chỉ nam. Cái câu này mới là quan trọng. Cái bài Kính Thiên thấy nó như vậy, nhưng mà tất cả các vị thánh thần đều lấy cái bài đó để làm kim chỉ nam, để mà đưa cho cái thế giới vô thần á, là hôm nay nó mới đúng cái bài đó. Tức là giống như từ từ rồi nó, mọi thứ nó sẽ biến chất rồi sẽ thay đổi, cái ác sẽ ra đi như Titanic. Lấy bài Kính Thiên làm kim chỉ nam, do đó thần khai cơ với phương châm nhờ hưởng cơ trời mới biết được cơ vận, theo cơ vận mới biết thời cơ, vận dụng thời cơ để nắm giữ cơ đồ. Qua 40 năm, 10 năm đầu hạ thần cùng chư thánh thần lo hỗ trợ cho tù nhân, tức là cho những cái hồng nhân sao á. Cái là hồi xưa ở trong tù á, mà biết được đi Mỹ. Mà thời trước 75 mấy vị có những cái bài khác là sau này chim hiền trở về tổ. Thì đại khái là cái cơ vận nước Việt nó đi theo từ
từ trang mà trang nào cũng đúng ngày chóc hết trơn á. Tới ngày hôm nay cái trang mình là những trang cuối rồi đó. Hồi từng rồi cũng có một cái bác mà cũng ở trong tù chung với bác Thọ này nè, cũng có tới, cũng có ấy, nung đúc tinh thần vượt qua khó khăn để chờ ngày trở về quê cha đất tổ. Nhờ vậy mà tù nhân cải tạo đã vững vàng chờ đợi. Lúc bấy giờ chư thần ứng cơ gây nhiều tâm lý tin tưởng vào ngày mai, như có ứng cơ báo hiệu rồi sẽ được lo lắng như câu: thần tự do sẽ lo tất cả, hỡi dân đồ chớ ngại khó khăn mà buông việc nước mà quên việc thù. Có nghĩa là khi mỗi câu là nói là thần tự do sẽ lo tất cả, có nghĩa là Mỹ á, nó sẽ đem hết HO đi hải ngoại. Chỉ một câu của mấy vị nói thôi là làm cho cả bao nhiêu nghìn nghìn mấy bác HO là lên tinh thần liền, thấy không? Thần tự do sẽ lo tất cả. Chứ thời xưa Mỹ nó bỏ đi năm 75, có ai biết Mỹ nó trở lại nó đem mấy ông HO đi không? Nếu không có, nếu Mỹ nó không đem lại mấy HO giờ chắc đạp xích lô rồi bán vé số đẩy ngoài đường Sài Gòn hết rồi. Cũng chết, nhưng Mỹ nói chết thì cũng có chết nhiều đó, mà còn sống lại á là không đạp xích lô cũng bán vé số không đâu ôm thôi. Nhưng mà nhờ đóng màn kịch khổ của cái thời đó ở 10 năm 5 năm không biết, nhưng mà cái màn kịch sướng đó là con cháu hôm nay thành tài hải ngoại, đó là cái mầm móng mà bề trên nó đặt để lại ở hải ngoại, để khi mà bên kia thay đổi đó, những cái đó về cộng chung lại để mà gây dựng lại một cái xã hội mới. Cũng như là ok, chuyện cũ cộng sản quốc gia gì quên hết, bây giờ là thành ra một nước mới, một cái nước văn minh với toàn là những người có tài trí, là gọi là hội anh tài, hội Long Hoa, đó là vậy. Mà buông việc nước, mà buông việc lớn, mà quên việc thù. Cũng thập niên đầu báo cho các tù nhân cải tạo là ó kêu nam đáo lữ hành, tức là tất cả sắp về miền Nam. Khi về Nam, hạ thần cũng cùng chư thần từ Bắc chí Nam vận dụng linh thiêng mà giúp dân chúng chống tà. Qua thập niên thứ ba, tù nhân đã được về lần lượt. Thời gian này chư thần được ngài phong thánh như thần Tam Tinh. Tam Tinh là ông Sơn Tinh Thủy Tinh á, không phải ở ngoài kia có nhiều vị thần lắm, vì tiếp xúc từ xưa giờ chỉ biết là cả 100-200 vị á, mà có nhiều cái mình không có nói tên có mấy vị lên, tại đây mình nói mấy vị cũng nghe. Thần Tâm Tinh phù trợ trại tù ba sao mà được phong thánh cũng như các vị khác. Đức Đại Thánh Quân tức là ngài Lên Việt á là giống như thủ tướng, còn ngài Trận Đạo là giống như vua, rồi ông Nguyễn Ông Trực là đại thần, là cũng giống như bộ trưởng bộ quốc phòng, rồi có ông Đại Thánh Dương Trần Quang Khải tức là cũng được phong thánh dương, rồi thần Hà Nội, thần Ba Vì, thần Bến Nghé, nhiều lắm. Ông tiếp xúc quá vậy, về mỗi một người á cũng như mình thôi, người nào muốn dạy cho Kiệt cái gì thì vị đó dạy, thì Kiệt tiếp xúc rất là đông, mà đa số là là nói về nước Việt nhiều, là về phần đời á, phần chính trị á, chứ xưa Kiệt đâu có biết gì đâu, sau này mới biết quá trời luôn. Mấy vị nói ở đây toàn là chống cụm cụi không, chống cộng cụi hay là làm sao mình biết, sau này đụng như Thiên Long Sơn mình mới đúng là chống cộng cụi hả? Không bác hả, bác rành quá, ở đây chống cộng cụi quá trời. Con cũng chán dùng này lắm. Sau Đại Thánh Quân và nhiều vị khác, cơ vận đã đến lúc bọn tà phải diệt vong. Hạ thần sẽ nương theo cơ vận sẽ xây dựng cơ đồ Việt Nam sáng rạng. Đây là cơ sơ lược 40 năm. Về phần đạo, Đại Thánh Mẫu đã trao cho Thái tử quản nhiệm. Thì đó là lời của mấy vị ngày xưa nói với Kiệt. Mà thường thường hồi mỗi một năm á, thường nhất là Tết thì ở trên về đông lắm, mấy vị về để mà như summary lại y như mình thôi, này hơi sâu bữa nay. Nhưng mà họ hỏi bác Thọ chứ bây giờ
Thí dụ như nước Việt có thay đổi, bác Thọ có đem bác Trọng ở ngoài đi học tập cải tạo không? Tôi trong đó là trong tù của tôi, đó là một nhóm anh em. Không có hỏi hả? Chà, có không? Tôi sẽ đó là đưa vào cái thiên đường cộng sản, tôi lập cái nhà. Không, bây giờ thí dụ như con đổi ngược lại, bây giờ bác Thọ đi về nắm chức tổng bí thư, bác Thọ có đưa bác Trọng đi học tập cải tạo không? Ai là Phật vậy là sai. Phải từ bi ý xả. Để con nói cho bác Thọ nghe. Tử đó là bác Thọ còn đời quá. Hồi xưa trong tù của bác Thọ có một cái ông bác. Ông giận mấy ông cai tù quá. Ông nói là tao mà khỏi tù, tao bắt hết mấy Việt Cộng, tao thẻo lỗ tai nó, tao đeo quần cổ. Đêm hôm đó đó, Phật mẫu là mẹ mình đó, hiện về la cho một chập: các ngươi còn hận thù đến bao giờ? Thì từ đó ổng bắt đầu ổng hết. Còn ông này á là chưa, còn giận, còn đưa bác Trọng đi ấy. Nếu mà con như bác vậy, nắm chức tổng bí thư ngày mai đi, bác Trọng giờ cũng sắp gần đất xa trời, cho ổng cái nhà bãi biển, đưa ổng cái cây bó cây sân góp 17 cây ấy, cho ổng quất. Rồi kiếm con muốn ổng chết sớm á, kiếm Ngọc Trinh hay nhỏ là đẹp đẹp á, phục vụ cho ổng, massage cho ổng mỗi ngày. Con là con làm như vậy đó. Còn bác Thọ chưa vậy hả, người ta bỏ tù rồi. Trời ơi. Không phải là tự vì mình nói á, là cái trái đất này á, cái con người nó vô minh. Cả các quốc gia giàu mạnh cũng vậy, đã làm cho cái trái đất này nó bị trượt, nó tối thui à, nó đen thui à. Mình nhìn thấy trong sáng chứ thật sự là ở ngoài nhìn vô là khói đen không á, gọi là trượt, lại là âm khí nhiều á. Cái ác của mình suy nghĩ, mỗi người mình suy nghĩ ra, nó bắn ra ở tầng trường ác, là thành nó gọi là đen, là trượt. Nước Việt Nam mình á, là cũng là xã nghiệp. Mấy ông chỉ là xã nghiệp giùm mình phải cảm ơn mới đúng. Mình mà không bị Trung Cộng nó lụm á, là cũng may rồi. Mình mà không bị diệt chủng đã là may rồi. Cho nên là ý còn nói là mình phải từ bi hỷ xã. Ấy là Phật cũng bắt ta ở tù lên nữa. No. Con đưa ổng ra sân góp của Vinh Group ở ngoài Phú Quốc cho ổng đi đánh anh góp. Bởi vì khi mà bác mà có cái tánh này á, là bảo đảm ở trên không có chọn bác để mà về bển mà kéo cờ vàng ba sọc đỏ đâu. Không phải là tự gì á, mình cứ trả thù qua trả thù lại, trả thù biết chừng nào. Cho nên người đời của bác Trọng làm sai thì đời con cũng phải làm cho đúng. Rồi bây giờ mình đi hành tội mấy bác đó thì con của mấy bác đó cũng giận mình nữa thì sao? Giận qua giận lại hoài thì đâu còn xây dựng đất nước được. Cho nên cái đó là không đúng. Thì nói gì còn hơn là không nói. Còn hơn là Nguyễn Văn Chổi á, lúc đó té đá ăn quần. Rồi cái bây giờ ổng đâu có nói được cái câu đả đạo đế quốc Mỹ đâu. Nhưng mà bây giờ mấy ổng làm phim ngược lại là Nguyễn Văn Chổi mạnh dạn có hai cái phim để đối chiếu á. Đả đạo đế quốc Mỹ, không dám đả đạo. Mà mấy ông đó cũng hôm trước đó, cái núi mình mở cửa đó, mình cũng gọi là cũng hùng thiên trong núi. Thì mấy vị đó cũng có về nói chuyện phụ mà. Mấy vị cũng bình thường lắm. Mấy ông vui. Bởi vì những cái ông tướng sau này á, tiếc chi phải thời đó tôi lấy súng tôi bắn luôn. Chứ qua Mỹ cầm súng bắn thì đâu có được làm thành thần đâu. Chỉ có ngay lúc đó là cái khoảnh khắc đó là được thành thần. Cho nên năm ông á, được thành thần. Tại vì mà hồi xưa cúng ở đây nè. Nhớ có thọ mấy kỳ đó không? Là mấy ông đứng trước mặt nói chuyện với bụng hả? Dạ. Hả mấy ngày bữa giờ làm sao? Trời ơi, nhờ hồi xưa tự tử nhờ tôi mới được thành thần. Không có được không chức á. Ừ. Là thành thần. Hồi đó chú quê chú chỉ cho chú nói nè 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 mấy ông có mặt đó nè. Chú anh thấy tôi đâu có thấy đâu. Anh thấy được tôi đâu có thấy được. Là anh quê trước khi chưa mất.
không thấy, nhưng mà có người nói thì mà là có, chứ không có ai mà tự đặt chuyện. Cũng giống như giờ, giống như con lên 3 năm trời, con biết chuyện gì đâu con đặt. Ở trên nói thì sao con bổ xuống vậy thôi à. Mà đặt chuyện đặt gì kiểu rồi 3 năm. Bữa nay có chữ kề nữa đó nghe. Nhớ ngày hôm qua Đức Thầy về, ngày nói con bữa giờ khá, tức là ngày khen, tức là đạo được rất là nhiều người hưởng ứng. Cái đạo này là của Đức Thầy nha. Cái dấu này là của Đức Thầy dạy từ ngày đầu, Đức Thầy mình đó, Đức là của Bình Phú Sổ. Nhưng mà giờ không biết làm sao thì người Hòa Hảo họ không có hiểu cái này. Thì cái phụ nó để mốt phụ xuất hiện á, phụ sẽ giải thích. Phật á, người ta có cái xác ở bển, người ta cũng đi qua Mỹ, người ta nói chuyện được. Cũng giống y như phụ ban đêm đi tùm lum được vậy đó. Chứ không phải là như người thường ngủ là ngáy đâu. Khác nhau. Thấy bác thờ cũng còn dữ ha. Cũng còn hơi giận, giận gì ai dữ vậy ta. Không có thầu. Bởi vì chỉ có cái sau này á, mấy vị thường nói cái lá cờ vàng ba dọc đỏ sẽ có cơ hội để mà đoàn kết dân tộc lại, để đem người hải ngoại về. Nhưng mà sau đó thì cờ gì mình không biết. Mà cái người mà cái lá cờ này từ năm 1938 ở Hà Nội đã treo rồi, là cờ chung của nước Việt chứ không phải riêng của quốc gia mình. Còn cái cờ sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai á, thì là cờ của một cái tỉnh của Phúc Kiến của Trung Quốc. Hiện giờ bản cũng đang treo y chang cờ đó để mà nó sát nhập nước Việt thành một cái tiểu bang của Trung Quốc. Mà mỗi lần đá banh xong á, mình thấy mấy con gái bển nó mang cờ đó giống như hãnh diện lắm vậy. Không còn đỏ hả?